Dạ em Minh Tông xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay thì Minh Tông sẽ là tiếp tục review và gửi đến cho cô chú anh chị nhà mình một sản phẩm, một cái khách sạn nằm rất là gần biển. Và với số lượng phòng lên tới là 37 phòng và chiều cao lên tới là 11 tầng. Sản phẩm ngày hôm nay hiện tại đang nằm rất là gần biển ha anh chị ha. Hiện tại em đang có mặt ở trên vị trí sân thượng của cái căn khách sạn ngày hôm nay. Thì anh chị nhà mình có thể nhìn thấy được rất rõ với cái khung cảnh hiện tại, toàn cảnh trung tâm thành phố và cũng như là đoạn cầu Trần Phú, Mường Thanh số 4 và khu Nam Ô Lê Ông, Mường Thanh Biển Triều đó. Và cũng như là vị trí của Hoàng Trồng đó, anh chị thấy rất là gần ha. Hiện tại với cái sản phẩm ngày hôm nay hiện tại đang có mặt ở trên trục đường Đoàn Trần Nghiệp, nằm rất là gần đoạn đường 2 tháng 4 và đi ra biển thì chỉ mất khoảng 500m thôi. Đó, với cái trục đường nhỏ đây là đoạn đường Đoàn Trần Nghiệp đây anh chị ơi, và khu bên kia nó sẽ là trường Đại học Nha Trang ha cô chú anh chị đó. Với vị trí bán kính xung quanh này rất là tiện lợi đó, anh chị nhà mình xem xét sản phẩm ngày hôm nay. Sản phẩm ngày hôm nay khá là rộng ha anh chị đó. Hiện tại em đang có mặt ở trên vị trí của sân thượng thì có diện tích lên tới là 175,2 m². Đây sổ mờ dưới ta. Đây, nếu mà ấy thì em sẽ nói lên màn hình cho anh chị nhà mình xem ha. Sổ 175,2 m², hiện tại đã hoàn công lên tới 1908 m². Đây là cái căn khách sạn nó có tới 37 phòng, bao gồm là rồi các phòng đôi, phòng đơn, phòng đôi lớn và phòng đôi nhỏ nha cả nhà. Đây hiện tại là đang có là 9 phòng đơn, 17 phòng đôi lớn và 11 phòng đôi nhỏ. Hiện tại chủ đang muốn bán. Đó, phía mặt bên đây sẽ là vị trí của đoạn đường 2 tháng 4 đây cô chú anh chị ơi. Đó, anh chị đang thấy nha. Góc bên này sẽ là đoạn đường 2 tháng 4. Và cái lô khách sạn này á, nó nằm cách vị trí của đường 2 tháng 4 này rơi vào khoảng là 40m thôi, rất gần. Đứng từ trên cao nhìn xuống ha anh chị ha. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết đến cho cô chú anh chị nhà mình để xem và tham khảo sản phẩm ngày hôm nay có đầu tư được hay không nha. Riêng về vị trí thì nãy giờ em đã quay và nói rất nhiều. Thì gần biển, gần trường đại học, gần tất cả các vị trí tiện ích dân sinh, gần đường lớn. Rồi, góc bên này thì hiện tại em đang đứng trên vị trí của sân thượng và em sẽ đi xuống ha. Đó, có thang máy thì nó gồm hai cửa nha anh chị. Đây em sẽ quay góc rộng hết cho anh chị nhà mình luôn. Thang máy hai cửa, lối thoát hiểm, phòng ăn, phòng bếp đầy đủ bên này. Đó, anh chị thấy có phòng cháy chữa cháy nội quy đầy đủ hết cho anh chị nhà mình rồi. Thì với những cái view như thế này, ở hiện tại em đang ở trên tầng 11 nha anh chị. Đó, view nhìn ra vị trí bên này. Riêng ở trên này thì để không. Thì bây giờ em sẽ đi xuống dưới cho anh chị cho mình coi ha. Thì trước tiên thì em sẽ đi theo cái lối cầu thang bộ cho anh chị cho mình ha. Riêng cái góc phần cầu thang bộ thì khá là rộng rãi nè anh chị. Rất rộng nha anh chị ha. Toàn bộ giấy phép xây dựng đầy đủ hết và giấy chấp pháp lý đã có hết cho anh chị rồi, cho anh chị cho mình rồi. Nhưng mà hiện tại với cái khu vực này, với cái sản phẩm này, nó đang có một cái thiếu sót, đó là một cái cầu thang bộ thứ hai. Đó là cái quy định mới nhất của phòng cháy chữa cháy hiện tại yêu cầu cho tất cả các khu vực khách sạn tại thành phố Nha Trang ha anh chị ha. Còn riêng mà những cái yêu cầu cũ thì chủ đã có đầy đủ cho anh chị nhà mình rồi. Chỉ riêng một cái phòng cháy chữa cháy quy định mới nhất là một cái cầu thang bộ mới, cầu thang bộ lối thoát hiểm thứ hai thôi anh chị ơi. Rồi thì anh chị đang thấy nha, riêng cái khu vực này nè, lối cầu thang đi xuống rất rộng ha. Lối thoát hiểm bên này có hệ thống đèn chiếu sáng hết cho anh chị nhà mình luôn. Thì bây giờ em sẽ đi xuống quay cho anh chị nhà mình cái những cái phòng cơ bản để cho anh chị nhà mình coi ha. Với cái khu vực này là khu vực nhà hàng nha anh chị. Đây là vị trí của khu vực nhà hàng. Nó sẽ có khu vực nhà hàng, nó sẽ có nằm ngay cái góc kia, góc hai mặt tiền, nhìn ra toàn cảnh của view biển rất là rộng và rất là đẹp anh chị ha. Thang máy đi lên tới chỗ mặt bên này. Ngay vị trí này là quầy lễ tân đây. Cái quầy để cho ngồi mình tiếp khách anh chị ha, khi mà khách lên nhà hàng mình ăn anh chị. Đó. Em sẽ kéo rèm cho anh chị nhà mình thấy được cái khung cảnh nó sáng và nó đẹp hơn anh chị ha. Đó, toàn bộ chỉ mà mở cửa ra và kéo ra như thế này. Ở khung cảnh của một cái nhà hàng ngồi ăn sáng vị trí đây. Ở khách sạn này được là tiêu chuẩn 2 sao ha anh chị ha. Đó, góc hai mặt tiền nhìn rất là đẹp ha anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, kéo qua bên nào cũng thấy biển hết. Gần như là với cái view này anh chị nhìn thấy biển toàn bộ nè. Hiện tại là em đang có mặt ở tầng 10 đây anh chị. Tầng 10 sẽ là vị trí của nhà ăn ha anh chị ha.
khu vực này nhìn ra biển này. Hiện tại thì với cái mùa như thế này thì hiện tại cô chú chủ căn khách sạn này đã lớn tuổi rồi nên hiện tại đang muốn bán thôi. Chứ còn bây giờ không thể kinh doanh nổi nữa, cô chú cũng đã lớn tuổi rồi, gần 80 tuổi rồi anh chị ạ. Thì tiếp tục nha, em sẽ đi xuống vị trí của tầng 9 cho anh chị và mình. Thay vì em đi cầu thang máy thì em sẽ đi thang bộ cho anh chị và mình xem ha. Rồi, phía mặt bên này sẽ là toilet ha anh chị, toilet WC bên phía mặt bên này, ở phía ngoài cầu thang. Mặt bên này thì nó có những cái view, đây là núi Sạn ha anh chị ha. Góc bên này sẽ là núi Sạn này, một bên là mặt núi, một bên là mặt biển ha anh chị. Lối thoát hiểm rất là rộng rãi. Rồi, đây là vị trí của tầng 9 này. Thì với vị trí tầng 9 thì bắt đầu nó sẽ có cho anh chị nhà mình là khu vực kinh doanh. Hiện tại tầng 9 nó sẽ có 4 phòng anh chị này, 901, 902, 903, 904. Toàn cảnh hai phòng bên này. Khu vực bên này, em sẽ mở một cái phòng mẫu cho anh chị nhà mình thôi. Em đang cầm chìa khóa của phòng 901 đây. Để mà đi quay hết tổng số lượng 37 phòng á thì nó sẽ rất mất nhiều thời gian. Thì em sẽ lấy một vài phòng mẫu thôi, em sẽ quay cho anh chị nhà mình để anh chị nhà mình hình dung thôi ha anh chị. Đó, với cái khu vực phòng 901 này nó sẽ có bồn tắm, bồn ngâm riêng, vòi nóng lạnh. Đó, cơ bản khách sạn này cũng không còn mới lắm ha anh chị ha, để khai thác và sử dụng khá lâu. Thì bây giờ nếu mà cái những cái sản phẩm như này anh chị mua về thì bắt buộc anh chị sẽ để coi và setup lại theo cái ý muốn của cô chú anh chị nhà mình nhé. Rồi, cái phòng này là phòng hai giường, một giường lớn, một giường nhỏ ha anh chị ha. Đó, em sẽ đứng từng góc riêng quay cho anh chị cho mình coi để anh chị dễ hình dung nhất ha. Rồi, phía mặt bên này nè, với cái căn này, cái phòng này thì nó sẽ có cái view núi Sạn và mặt tiền đường hạng tư ha anh chị ha. Vị trí ở khu vực dân cư rất đông rồi. Riêng về cái khu vực này thì cam kết với anh chị là mua bán kinh doanh bất cứ cái gì nó cũng ổn. Bởi vì khu vực này rất gần khu trường đại học và sinh viên ở rất nhiều anh chị ha. Rồi, em xin phép đi tiếp. Riêng tầng này thì em sẽ quay cho anh chị là một phòng thôi anh chị. Và em sẽ đi xuống vị trí của tầng 2, em sẽ quay tiếp cho anh chị nhà mình hai phòng. Bởi vì kết cấu và xây dựng nó tương đối setup giống nhau hết, nó không có thay đổi hết anh chị ha. Thang máy đây. Rồi, anh chị thấy à, thang máy nó bao gồm là 11 phòng nha, 11 tầng nhé, chở được 9 người, 630 kg. Rồi, và đây là tiếp tục sẽ là vị trí của tầng 2. Với cái khu vực tầng 2, từ tầng 1 lên tới tầng 5 nó sẽ có 5 phòng nha anh chị. Đó, tầng 2 thì sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 phòng. Thì em sẽ mở cho anh chị nhà mình tiếp tục là 201. 201 thì phòng này cơ bản thôi, nó cũng giống nhau thôi anh chị, nó không khác gì mấy đâu. Đây, 201. Riêng về kết cấu thì nó giống nhau thôi, nó không khác gì đâu anh chị. Phòng này nó cũng giống nhau hết. Đó, riêng phòng 201 nó sẽ giống như cái phòng 901 hồi nãy em có quay cho anh chị nhà mình ha. Đây anh chị. Đó, cũng là toilet, cũng có bồn ngâm, cũng có phòng hai giường, cũng cái view nhìn ra hướng mặt tiền đường 204 ha anh chị ha. Nhưng mà với cái góc này á, khi mà nó thấp hơn á, thì nó sẽ nhìn khác hơn so với cái tầng 9 ha anh chị ha. Mỗi cái nó sẽ có cái vị trí và giá khác nhau, đơn giá để cho thuê từ rơi vào khoảng 250 cho tới 450 trên một phòng, tùy vào phòng một giường, phòng hai giường. Phòng hai giường nó có phòng lớn và phòng nhỏ nha anh chị ha. Thì phòng càng lớn thì giá tiền nó sẽ khác hơn. Đó, thì với cái tầng 2 thì anh chị chỉ thấy được cái view như thế này thôi, thấy được hàng xóm xung quanh thôi anh chị. Đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy thì có sẵn hết ở đây toàn bộ. Rồi, tiếp tục đây là phòng một giường nha anh chị. Đó, phòng một giường em sẽ mở cho anh chị nhà mình xem. Rồi, cái phòng một giường thì cơ bản nó nội thất thì cũng đầy đủ thôi. Nhưng mà nhìn cái màu nó sẽ hơi xuống một chút xíu ha anh chị ha. Đó, nhìn như thế này thôi. Phòng này thì rơi vào khoảng là 200, 250 tùy vào thời điểm mùa giá ha anh chị ha.
Nếu mà khách tốt thì có thể là 250, nhưng mà thời điểm ế thì khoảng 200 thôi, 200 cho một ngày. Đó, mình đi ba để dưới đây, cái bàn ngồi đây, khu vực tủ thì để đồ của chúng ta sẽ để đây. Đó, tủ để đồ. Đó, nhìn bên này thì không có cái view nào hết ha. Bên này là chỗ khu vực của dân cư hàng xóm rồi. Đó, toàn bộ đây, hình ảnh anh chị có thể nhìn xem ha. Rồi. Bây giờ thì em sẽ đi xuống quay cái mặt tiền trước cho anh chị và cũng khu vực sảnh cho anh chị cho mình nhé. Rồi, và đây là vị trí của khu vực sảnh lễ tân tiếp đón khách ha anh chị ha. Ở dưới này khu vực sảnh, phía trên là khu vực ở của chủ nhà ha, khu vực phía trên này ha anh chị ha. Có bàn ngồi đợi của khách hàng. Đó, phía mặt bên này. Đó, em sẽ quay cho anh chị nhà mình xem cụ thể chi tiết ha. Vị trí phía dưới kia là khu vực để đồ và phòng kế toán. Em sẽ quay cho anh chị dễ hình dung nhất. Đây, khu vực phòng kế toán nó sẽ nằm phía dưới này ha anh chị ha. Hiện tại thì chưa bật điện, nó hơi tối. Đây, phòng giám đốc bên này, nhưng mà hiện tại cũng đang để đồ thôi. Rồi, đây là phòng kế toán nha anh chị ha. Rồi, bây giờ em sẽ đi ra vị trí phía trước và quay cái mặt tiền và cũng như là đoạn đường đi vào cho anh chị nhà mình xem để dễ dùng cái sản phẩm này nhé. Thì với cái sản phẩm này hiện tại cũng đang có một cái tầng hầm phía dưới để xe nha anh chị ha. Đây, bề ngang lên tới 6 mét, dài hơn 30 mấy mét, rất là rộng nè anh chị. Đó, em sẽ quay cho chị ha. Đó, tầng hầm phía dưới đây, mặt tiền chính của sản phẩm ngày hôm nay ngang 6 mét rưỡi. Bề ngang của sản phẩm này lên tới là 6 mét rưỡi ha anh chị ha. Khách sạn có tên là Ngọc Hồng, nằm tọa lạc trọi đường Nguyễn Cao Trần Nghiệp, thuộc gần đường 2 tháng 4. Ở mặt tiền chính đây. Rồi, thì đây là vị trí mặt tiền chính của cái con đường Đào Trần Nghiệp đây. Đường này thì quy hoạch mở rộng lên tới là 14 mét nè. Đi bộ ra chút xíu là ra tới đường 2 tháng 4 rồi. Đó, xung quanh này kinh doanh, mua bán cà phê, ăn sáng, tất cả đều có ha. Anh chị đi theo cái đoạn đường này thì anh chị đi ra tới biển thì mất khoảng 500 mét thôi. Thì cô chú anh chị mình quan tâm sản phẩm này thì cứ liên hệ với em nha. Với sản phẩm này thì đơn giá hiện tại đang báo là 27 tỷ. Giá còn thương lượng thêm cho anh chị nhà mình, sổ hồng đầy đủ, pháp lý chuẩn chỉnh ha anh chị ha, rất là đẹp. Thì anh chị nhà mình có nhu cầu thì quan tâm liên hệ trực tiếp Zalo em sẽ gửi cho anh chị nhà mình nha. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây, mình Tâm xin kính chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào video tiếp theo của em ngày hôm sau nhé.